Roblox The Hunt đã bắt đầu. Sự kiện đã kéo dài trong 2 tuần. Các bạn xem thời gian còn lại trong cái game chính. Link game chính mình để bên dưới phần mô tả video này. Chúng ta có ít nhất là 95 game tham gia sự kiện liên kết với The Hunt. Mỗi cánh cổng sáng đèn như vậy, nó teleport trực tiếp các bạn tới game đó. Hoàn thành số lượng game theo từng mốc sẽ nhận được vật phẩm tương đương. Để nhận thêm được 5 vật phẩm màu vàng, phải dùng Roblox để mua, nhưng cũng phải đảm bảo số lượng game yêu cầu. Trong số 95 tựa game liên kết với The Hunt, có game dễ, game khó. Các bạn không cần làm theo thứ tự, game nào làm trước cũng được. Video mình hướng dẫn chủ yếu là tua nhanh, nên chỉ cần các bạn tập trung nghe được cách lấy thôi. Rồi chúc các bạn tham gia sự kiện vui vẻ. Strongman Simulator. Nếu bạn chơi tựa game này thì nó là thể loại mà chúng ta sẽ kéo nhiều vật phẩm để mình lên được cái kinh nghiệm, tăng được sức mạnh của mình. Còn nếu bạn muốn tham gia The Hunt thì truy cập vào game. Ngay khu vực bắt đầu, bên góc phải nó sẽ giống ông ta một cái mini game. Các bạn kéo theo cái trứng, vượt chướng ngại vật, đi tới đích cuối cùng. Nó sẽ có 3 stage, 3 chặng nha các bạn. Thì với mini game này nó không khó, chỉ tốn thời gian và một cái sự khéo léo thôi. Trong quá trình chơi thì mình thấy là cái stage ở giữa, cái chặng ở giữa nó sẽ hơi khó một tí. Quan sát kỹ á, nó sẽ có một cái chỗ có 2 tầng ngăn cách với nhau bởi một tấm kính trong suốt, sẽ có đường lên đường xuống ha. Thì các bạn cần quan sát kỹ một tí. Với cá nhân của mình chơi mất khoảng 13 phút, 13 tới 15 phút tới được đến cuối cùng. Trong game sẽ cho bạn chứng nhận Military Tycoon, một tựa game tycoon, tức là chờ tiền lên, nhấn nút mở công trình. Đã hình tựa game này hết sức đơn giản. Nó sẽ có một NPC các bạn nói chuyện với nó. Yêu cầu bạn tìm 20 cái rack, 20 cái thùng được spawn random ngẫu nhiên trong map game. Với là một cái tựa game này là military, những người chơi trong server có thể tấn công lẫn nhau, nên hãy cẩn thận nha. Không sao hết, quá trình mình chơi vẫn luôn. Có điều sẽ hơi mất thời gian. Và tốt hơn hết là bạn nên chơi một tí để mình nâng cấp, mở rộng, mở được gara. Trong gara nó sẽ cho ông ta spawn cái xe. Map từ game này khá là rộng nha. Tìm được 20 rương trong game tự động cho bạn cái bát. Super League Soccer, đúng như tên gọi của nó, game đá bóng. Các bạn tham gia vào một trận game. Mỗi trận game sẽ kéo dài khoảng 6 phút. Không cần phải thắng trận đấu đó, kéo máy cũng được, còn không thì bạn chơi cho vui. Hoàn thành 2 trận đấu bất kỳ, khi đó game sẽ cho bạn chứng nhận. Mega Mansion Tycoon, đây vẫn là một tựa game tycoon. Kéo máy kiếm tiền, mở rộng mansion của mình ra. Khi bạn truy cập vào game sẽ thấy một cái nơi ghi chữ The Hunt đúng không? Hay coi bên góc phải cũng được. Các bạn sẽ unlock được 60 cái nút. Cứ mỗi 20 cái nút, nghĩa là chờ đủ tiền để mở đi, thì game sẽ cho bạn một cái trứng. Ô nhìn nhầm rồi, 4 cái trứng tương đương là 80 nút nha. Ăn được 4 cái trứng rồi đi tới góc của mansion. Nó cho chúng ta quyển sách, đặt 4 cái trứng vào quyển sách đó và làm phần thưởng. Thì trong game sẽ cho chúng ta được cái chứng nhận. Thì do là chúng ta cần số lượng nút, nên theo mình nghĩ các bạn nên chọn những cái nút, những công trình ít tiền thôi, vài trăm tiền tới 1-2 ngàn tiền. Wario Cat Ultimate Edition, tựa game giả lập con mèo, mèo hay là hổ gì đó các bạn. Thì game này hết sức đơn giản thôi. Các bạn vào game biến thành một con mèo. Bạn nào đang bật Ship Lock thì tắt nó đi nha. Tại vì mình nhấn nút Ship, nó cho nhân vật của mình chạy nhanh hơn. Game yêu cầu mình tìm rất nhiều cái trứng màu xanh lá cây, nhưng các bạn chỉ cần tìm 3 trứng thôi. Các bạn đi ra ngoài, quẹo qua bên trái, nó sẽ dẫn đường mình đi ra cái map ha. Thì trong quá trình chơi, nếu bạn tìm được cái trứng thì bạn cứ tương tác với nó, chạm vào nó. Chỉ cần 3 trứng là trong game này sẽ giống ta cái bát rồi. Còn nếu bạn muốn khám phá nhiều hơn thì cứ chơi Murderer and Sheriff. Đây là mỗi tựa game Battle Duel nha. Hoàn thành tựa game này các bạn sẽ có được 5 cái trophy, 5 cái cúp, tương đương các chế độ chơi. Các bạn vào game, đi tới trước nó sẽ có một cánh cổng tên là The Hunt. 5 cái cúp tương đương với lại 3 chế độ chơi, à không, 2 chế độ chơi thôi. Đầu tiên, hoàn thành một chế độ chơi 1v1, đấu với một người chơi khác. Cái thứ hai là hoàn thành một chế độ chơi Teamwork 2-2, 3-3. Và 2 chế độ chơi này không cần thắng, chỉ cần chơi một trận thôi, là được 2 cúp ha. Cái thứ ba, tiêu diệt một người, tức là trong quá trình chơi, các bạn bắn trúng một người thì người đó ngủm và từ vị trí người đó xuất hiện cái cúp, nhanh chóng lan cái cúp nha, là 3 cái. Cái cúp thứ tư sẽ spawn ngẫu nhiên, trong map chơi nào, chế độ chơi nào cũng sẽ có. Nó gọi là hidden trophy đấy, giấu ở đâu đó ngẫu nhiên. Và cái cuối cùng là win, win chế độ chơi nào cũng được. Thì một trận đấu nó sẽ có 5 point, bên nào được 5 point trước thì bên đó sẽ thắng. Sau khi cúp thứ 5 rồi, quay trở lại cánh cổng, nhận lần lượt 5 cái cúp ha. Khi đó cúp thứ 6 sẽ mở ra, đó cũng chính là chứng nhận của mình, chứng nhận trong tựa game Murderer này. Restaurant Tycoon 2. Nếu mà coi mấy phần trước của mình, nó cũng na ná từ game nhà hàng của tôi, My Restaurant. Đi vô mình run cái nhà hàng, đặt bàn, đặt ghế, phục vụ khách hàng. Khách hàng đi vào thì order món ăn nè, rồi nấu ăn, đem ra cho khách, thu tiền. Đối với từ game nhà hàng của tôi thì từ game Restaurant Tycoon 2 này nó sẽ chi tiết hơn. Khi bạn chơi game, khách hàng khi phục vụ xong, khi họ ăn xong thì sẽ cho mình random cái trứng các bạn, từ 1 tới 2 trứng. Nếu bạn chơi lâu rồi thì cứ treo máy. Còn không, giai đoạn đầu tiên phải tự phục vụ nha. Khi có đủ tiền rồi thuê, thuê đầu bếp, thuê phục vụ, hoàn thành 100 trứng. Góc phải của game nó sẽ có cái đếm cho mình đấy. Khi bạn lên đủ 100 trứng thì trong game sẽ cho bạn cái chứng nhận. My Hello Kitty Cafe. Về cơ bản từ game này, cách tiếp cận và cách chơi y chang Restaurant Tycoon 2 hay nhà hàng của tôi. Thay vào đó mình sẽ điều hành một cái quán cà phê Hello Kitty các bạn. Tức là cũng sẽ đặt bàn, đặt ghế nè, pha thức uống nè. Công việc yêu cầu bạn cần làm là phục vụ 100 khách. Giai đoạn đầu tiên cũng vậy, chưa có nhân viên phải tự làm thôi. Và tới cửa hàng để mua sắm theo bàn ghế, giúp quá trình mình nó nhanh hơn. Góc phải trên nó sẽ có cái bản đồ đấy.
bấm bản đồ Teleporter Shop để mua thêm bàn ghế. Đủ 100 khách hàng, game sẽ cho bạn chứng nhận. Twilight Daycare, một tựa game pro play nhà trẻ. Thì trong tựa game này các bạn sẽ hóa thân thành một trong hai, một là người lớn, hai là trẻ em. Đây một nhiệm vụ cần đối tác nha, tức là một người lớn, một baby. Truy cập vào game, nói chuyện với NPC, baby B. Nếu bạn là trẻ em thì cứ việc treo máy thôi. Còn nếu bạn là người lớn thì bạn sẽ pick up, chúng ta nhặt một đứa bé lên. Thì trong một khoảng thời gian khoảng tầm vài phút, cái đứa bé nó sẽ yêu cầu mình. Ví dụ cho nó ăn nè, thay tã cho nó nè, coi nhiệm vụ là gì, rồi đi tới các khu vực tương đương. Ví dụ nó đói đúng không thì vào kitchen, vô nhà bếp. Nếu nó đi toilet thì vô restroom, thực hiện các thao tác trong game. Như mình vừa nói, nếu bạn là em bé bạn cứ treo máy thôi. Hoàn thành 3 yêu cầu của em bé thì trong game sẽ cho bạn chứng nhận. Còn nếu bạn là em bé thì khi người lớn hoàn thành xong, các bạn cũng sẽ nhận được chứng nhận. Emergency Hamburg, đây là một tựa game gọi là chở hàng các bạn. Truy cập vào game ha, lại lên chiếc xe, góc phải có bản đồ bấm lên. Công việc bạn cần làm là đi tới cái truck company nằm góc trên của bản đồ ấy, lái chiếc xe đó đi tới truck company, tới công ty rồi vô cái nhà ha. Trong cái nhà mỗi NPC bắt đầu nhiệm vụ Starship, đi tới góc của nhà triệu hồi một xe truck là xe tải đó các bạn. À quên ha, khi bạn nói chuyện với NPC, cái nhiệm vụ Starship đó nhận nhiệm vụ trên 10 cây số, cỡ 11-12 cây này kia đấy, rồi spawn chiếc xe tải ra. Công việc cuối cùng bạn cần làm là lái tới hai vị trí bên góc phải của map, nó cũng sẽ chỉ đường cho mình, hay là biểu tượng hình hộp hàng đó bạn. Chở xong hai lượt hàng chắc cỡ 10 phút thì game sẽ cho bạn chứng nhận. Dress to Impress, đây là tựa game lần đầu tiên mình chơi luôn, tựa game trình diễn thời trang các bạn. Khi bạn truy cập vào lobby, nó sẽ có một con thỏ, các bạn nói chuyện với nó, đừng thoát ra ngoài, tức là bạn chơi xuyên suốt. Chúng ta sẽ có hai stage trước khi bắt đầu trình diễn thời trang, thì nó sẽ cho mình khoảng tầm 5 phút để chuẩn bị. Thì trong quá trình 5 phút đó, trong phòng chờ nó xuất hiện 20 con thỏ, các bạn đi lượm 20 con thỏ đó. Con thỏ xuất hiện lần lượt nha, lượm xong con trước con sau mới xuất hiện. Sau đó chờ cái màn trình diễn kết thúc, chúng ta quay trở lại phòng chờ, lại chờ tiếp cho cái lượt thứ hai, lượm tiếp 20 con thỏ. Nghĩa là tổng cộng từ game này bạn sẽ lượm 40 con trong hai stage. Lượm đủ 40 con thì trong game sẽ cho bạn cái chứng nhận. Tower Defense Simulator, một tựa game thủ thành rất là nguyên bản. Truy cập vào game, đi tới map The Hunt, chưa chơi lần nào cũng không sao hết, tại vì map sự kiện này sẽ cho các bạn những con unit cho mặc định luôn. Mới chơi lần đầu hay chơi lâu rồi, vô map này cũng sẽ được cung cấp một cái số lượng giống nhau. Map này sẽ có 10 quay, game thủ thành mà các bạn, đủ tiền đặt ra nâng cấp phòng thủ tới cuối cùng nha. Có 10 quay nên rất là nhanh thôi. Theo mình là con unit mà hợp lý nhất đó là con Minigunner, cái số 1 bạn, đặt nó ra nâng cấp lên maximum là rất là dễ để win. Lock Pro Block, game này chắc là một tựa game dạng pro play. Để hoàn thành The Hunt được game này thì không khó, tham gia vào game, truy cập tới The Hunt, đi vô căn nhà đó. Công việc cần làm là hoàn thành một cái chặng upbeat, khoảng tầm 5 hay 6 upbeat gì đó, đi từ thang máy này tới thang máy kia. Những chặng đầu tiên khá là dễ ha, cứ vượt upbeat như bình thường. Một chặng upbeat yêu cầu các bạn là gạt 3 cân gạt để bật công tắc đó các bạn, khi đó cái máy sẽ chạy để chúng ta đi lên tầng tiếp theo. Rồi một thử thách khác là nhấn nút, chỗ nào có nút E để nhấn thì bạn cứ nhấn. Tới chặng đường cuối cùng, nó sẽ cho chúng ta một con quái. Đây là một cái văn phòng, nó sẽ có 3 vị trí máy in, trên mọi máy in đó đánh số 123. Các bạn lại tương tác với máy in, nó sẽ lòi ra một cái tờ giấy ghi đó một con số. 123 của máy in tương đương vị trí số nha. Mình gần nhầm một cái code sẽ là 3 số. Coi thứ tự của nó, số là gì để qua màn tiếp theo. Màn cuối cùng thì bạn nhấn nút để gỡ công tắc của cái máy tính này ha. Gỡ hết là xong rồi. Sau đó thoát ra ngoài, game Blood Pro Block này sẽ cho bạn cái chứng nhận. Car Rusher 2, tên gọi chính là cách chơi của game. Các bạn nghiền những chiếc xe. Chúng ta làm một cái chuỗi nhiệm vụ, bao gồm tổng cộng là 9 nhiệm vụ. Góc trái bên trên nó sẽ có các ký hiệu ha. Cái mũi tên chìa xuống là quay trở về cái sảnh chờ. Hình quyển sách là mission, nơi mình coi nhiệm vụ. Dealership, truy cập vô cái xe để mình mua xe, spawn chiếc xe ra. Chính nhiệm vụ này nếu bạn đã từng chơi game thì rất là dễ. Còn không thì bạn nghe mình nói ha. Một nhiệm vụ yêu cầu các bạn destroy vehicle, phá một chiếc xe bất kỳ, tức là bạn sẽ spawn chiếc xe ra, lái chiếc xe đó vô từng căn phòng nào cũng được. Mỗi căn phòng nó sẽ có một cái biện pháp để phá xe. Một nhiệm vụ yêu cầu các bạn spawn another car, triệu hồi ra một chiếc xe khác. Tức có nghĩa là bạn sẽ chơi game, trong quá trình chơi game phá xe, nó sẽ cho bạn tiền, đủ tiền rồi mua chiếc xe tiếp theo và spawn nó ra. Một nhiệm vụ nữa, spawn chiếc xe tên là Chevrolet Evo gì đó, thì bạn tìm đúng chiếc xe đó trong dealership để mua và spawn nó ra. Một nhiệm vụ yêu cầu bạn kiếm đủ số tiền, hình như là 3.000 tiền, thì cứ chơi game thôi. Chơi game phá xe, lên tiền, đủ tiền là xong ha. Mình nhớ là 1.000 tiền nữa các bạn, rồi 3.000 tiền. Tại vì sẽ có nhiệm vụ yêu cầu bạn đủ 3.000 tiền để truy cập vô cái Derby Arena. Thì Derby Arena là cái khu vực nằm trong sảnh chờ luôn. Một cái màn hình rất là to các bạn, nói bạn teleport qua một chế độ chơi mới thì trước sau gì cũng phải kiếm đủ 3.000 tiền ha. Teleport qua Derby Arena, hoàn thành một map game, hình như chế độ chơi nào cũng được các bạn. Bên đó là bạn chơi với nhiều người, lái xe công phá, đụng càng nhiều càng tốt. Trong quá trình các bạn đụng bạn sẽ có điểm và có tiền nữa mà. Sau khi xong một màn bên Derby Arena thì bạn sẽ thoát game, vào lại game để hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng. Có một nhiệm vụ yêu cầu các bạn là 1250 part, tức là cái bộ phận. Trong quá trình các bạn nghiền xe, đâm xe thì nó sẽ rơi rụng đúng không? Thì những cái rơi rụng đó tính là cái part. Đủ 1250, hay nói đơn giản nhất là chơi càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng đó là thử một cái chế độ nghiền xe ở trong một căn phòng phát sáng màu vàng, thì bạn lái chiếc xe của mình trước cửa căn phòng nào nó phát ánh sáng màu vàng thì các bạn chui vô thử nghiệm chế độ nghiền xe đó.
đủ 9/9, game Corruption 2 sẽ cho bạn cái chứng nhận. Tựa game cuối cùng trong video này, Marble Hospital, game roleplay. Game này thì không khó bạn, chúng ta đi theo cái quá trình, cũng sẽ có mũi tên chỉ đường thôi. Thì nếu bạn rảnh thì coi video của mình ha. Đầu tiên mình đi vô, nhiệm vụ đầu tiên là nói chuyện với 3 bệnh nhân. Mình nhớ không nhầm là 2 bệnh nhân ở tầng 2, đi tới hang máy ha, teleport ở tầng 2. 1 bệnh nhân ở tầng 1, nghĩa là lên tầng 2, nói chuyện 2 bệnh nhân, sau đó quay trở ngược lại với tầng 1. Sau đó đi xuống tầng hầm các bạn, basement ở tầng hầm, để chúng ta nói chuyện với Missy Marble. Tới lúc này, chuỗi nhiệm vụ mới bắt đầu nè. Đi lại lên trên, vào tầng hầm nha. Tới Marble Lab, phòng thí nghiệm của bà này, mặc đồ bảo hộ vào. Đây là đồ chống phóng xạ, rồi đi xuống ngược lại cầu thang. Game phát mình cái chổi, nó sẽ có những vết phóng xạ lan ra, đi vòng vòng, lau hết 7 cái vết đó. Quay lại nói chuyện với bà tiến sĩ này, bà sẽ tiếp tục yêu cầu mình đi tìm 4 cái bình hóa chất, 2 bình màu cam, 1 bình màu xanh lá cây, 1 bình xanh dương, nằm đâu đó trong tầng hầm này. Không biết là có giống nhau hay không, thì các bạn cứ đi vòng vòng đi tìm thôi. Đi là cái bình hóa chất nào mà thấy tương tác được là đúng ha. Sau đó quay ngược trở lại cái phòng thí nghiệm của bà. Cái nơi đầu tiên mình lấy cái đồ bảo hộ ấy, sẽ có mũi tên chỉ đường thôi. Vào trong đó pha hóa chất để ra một cái bình thuốc giải các bạn. Rồi quay trở lại với tầng 1 là cái phòng MRI. Theo mình nhớ không nhầm là cái phòng mang số là 104. Trong đó sẽ có một cái bệnh nhân. Đưa bình thuốc này cho bệnh nhân đó. Gần xong rồi các bạn. Quay ngược lại với tầng hầm. Các bạn đi tới nơi mà có cánh cổng. Lúc này cái bà Marble sẽ nằm chỗ đó. Sau khi nói chuyện với bà Marble, các bạn teleport vào cánh cổng đó. Phải cho mình cây súng ha. Dùng cây súng đó để phá tan những con virus à. Cái này thì dễ các bạn. Để giữ chuột để tiêu diệt thôi. Tiêu diệt hết những cái hố đó là trong game sẽ cho bạn chứng nhận. Không khó các bạn ha. Chỉ hơi dài thôi. Rồi chúc bạn thành công.